theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Mình làm thế nào để mà gìn giữ và phát triển được cái nghề truyền thống tốt hơn nữa? Giỏi này, mà duy trì cái nghề cùng phát triển nhé. Chuyên mục Nhìn ra tỉnh bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.